Chào các bạn, tôi tên Trần Đức Thuận. Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Nhận diện và phòng ngừa. Hôm nay, tôi sẽ cùng trao đổi, chia sẻ với các bạn một số vấn đề liên quan đến loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc gọi điện thoại giả danh cán bộ công an, cán bộ cơ quan nhà nước. Đây là tập 2 trong chuyên mục Nhận diện và phòng ngừa. Sau khi xem xong, nếu thấy hữu ích, các bạn hãy chia sẻ clip này, chuyên mục này đến nhiều người khác để góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản này tiếp tục diễn ra, góp phần giúp mọi người không trở thành nạn nhân tiếp theo. Đồng thời, các bạn hãy đăng ký kênh của Thuận. Đây là một động lực to lớn để Thuận có thể sản xuất tiếp nhiều clip có ý nghĩa hơn nữa. Xin cảm ơn. Quay trở lại tập 2 chuyên mục Nhận diện phòng ngừa lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc gọi điện thoại giả danh cán bộ công an. Kính thưa các bạn, kể từ cuối năm 2013 cho đến nay, kể từ khi các loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc giả danh công an này du nhập vào Việt Nam, thì hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần có rất rất nhiều người đã trở thành người bị hại, bị chiếm đoạt một lượng rất rất nhiều tiền. Theo một con số thống kê không chính thức, thì hiện giờ số tiền bị chiếm đoạt đã dần dần tiệm cận đến con số nghìn tỷ đồng. Và số người bị hại càng ngày càng gia tăng lên cả nghìn người bị hại. Một con số đáng báo động và rất đau lòng. Kính thưa các bạn, chúng ta đi vào phần nhận diện. Người bị hại trong loại tội phạm này là những ai? Họ có thể là bất kỳ ai. Già có, trẻ có, trai có, gái có. Họ có thể là người nội trợ. Họ có thể là người kinh doanh. Họ có thể là nhân viên văn phòng. Họ có thể là giáo viên, họ có thể là cán bộ cơ quan nhà nước, họ có thể là cán bộ công an, họ có thể là người nhà cán bộ công an, họ có thể là bất kỳ ai. Và người bị hại đó phải là người đầu tiên nhận cuộc điện thoại gọi đến từ điện thoại bàn. Họ phải là người đầu tiên thì họ nó bị lừa, chứ còn người thứ hai thì phát hiện ra rồi. Phải là người đầu tiên. Rồi. Người đó phải là người có tiền hoặc là người có khả năng huy động một lượng lớn tiền trong thời gian ngắn nhất định. Và quan trọng hơn hết, họ là người chưa từng tiếp cận cái thông tin về cái loại tội phạm này thông qua TV, báo chí, học tổ dân phố, hoặc là được người thân bạn bè chia sẻ về cái thủ đoạn này. Đó. Và đặc biệt hơn là họ chưa từng xem clip này. Vì vậy, đừng để người thân bạn bè của bạn trở thành nạn nhân tiếp theo. Hãy chia sẻ clip này. Xin cảm ơn. Về đối tượng lừa đảo là những ai? Chúng là một tổ chức tội phạm mang tính quốc tế, hoạt động hết sức tinh vi, được phân công nhiệm vụ hết sức rõ ràng. Trong đó đối tượng cầm đầu là đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc. Tôi khẳng định là người Đài Loan, Trung Quốc là bởi vì dựa trên các cái thông tin mà công an thành phố đăng tải trên truyền thông là bắt được cái nhóm này nhóm kia lừa đảo dạng giả danh công an, thì đối tượng cầm đầu là người Đài Loan, Trung Quốc. Vì vậy tôi nói đối tượng cầm đầu là người Đài Loan, Trung Quốc dựa trên những thông tin đó, hoàn toàn điều tôi nói không mang yếu tố ám thị hay kỳ thị. Tiếp theo, các đối tượng đồng bọn của chúng là người Việt Nam.
Trong đó, cái đối tượng mà thực hiện việc gọi điện thoại giả danh công an á sẽ là đối tượng phần lớn là người nói giọng miền Nam. Miền Nam. Chúng mạo danh là cán bộ công an đang công tác tại cái đơn vị công an ở cái địa phương ngược và xa với các bạn. Tôi sẽ giải thích tại sao ngược và xa đây. Rồi, đối tượng đồng bọn tiếp theo là đối tượng thực hiện cái việc đứng tên chủ tài khoản để nhận tiền, rồi đối tượng rút tiền. À, thì đối tượng này là có trình độ văn hóa kém ở những vùng nơi sâu xa xôi hẻo lánh, bị lôi kéo. Còn về phương thức lừa đảo của nó được thực hiện như thế nào? Kính thưa các bạn, vào một ngày đẹp trời nào đó, điện thoại bàn nhà bạn có một cuộc điện thoại gọi đến, bạn bắt máy. Từ đầu dây bên kia là một cái hộp thư thoại giọng nữ. Bạn nghe, thì trong đó người ta bên đầu dây bên kia người ta thông báo là bạn đang nợ tiền cước điện thoại, số tiền là 8 triệu 930 ngàn, hoặc là bạn có một bưu kiện không phát được, hoặc là bạn có một khoản nợ tài chính, nợ tín dụng ở ngân hàng mà chưa thanh toán. Nếu bạn có thắc mắc thì hãy nhấn phím 9 hoặc phím 0 để được giải đáp, để được hỗ trợ. Chúng ta dừng lại ở chỗ này một xíu. Với thông tin như thế, bạn có thắc mắc hay không? Có chứ. Với thông tin như thế, nếu người tiếp nhận, người bắt máy đầu tiên đó là người có tiền, là người chưa tiếp cận cái thông tin về cái thủ đoạn lừa đảo này, bạn có nhấn phím 9 hay phím 0 không? Có nghĩa là bước đi một bước nữa vào cái đường vào địa ngục á, chắc chắn bước vô. Và nếu bạn hội đủ hai cái ý tôi mới vừa nói, điều kiện gì đó, chắc chắn bạn sẽ trở thành người bị lừa, bạn sẽ thành người bị hại. Tiếp theo, khi bạn nhấn phím thì lúc này bên kia sẽ có một người, họ sẽ tự xưng họ là nhân viên của tổng đài VNPT, hoặc là nhân viên của bưu điện, hoặc là nhân viên ngân hàng, tùy theo cái thông tin mà nó báo cho bạn biết ban đầu là bạn đang vướng phải cái gì đó. Trong trường hợp này tôi lấy ví dụ là thiếu nợ tiền cước VNPT 8 triệu 930 ngàn, thì việc đầu tiên bạn sẽ phản ứng là đề nghị em kiểm tra lại xem coi tôi có làm gì, tháng nào tôi cũng thanh toán đủ mà tại sao đâu tôi thiếu tới 8 triệu 930 ngàn. Đúng không? Đó là lẽ thường và hết sức bình thường. Từ đầu dây bên kia một giọng nói trầm ấm. Dạ vậy anh chị, thì anh chị cung cấp cho em cái thông tin tên tuổi địa chỉ số chứng minh dân để em kiểm tra. Bạn cung cấp thôi, hết sức bình thường. Thế là bạn cung cấp tên tuổi địa chỉ. Lúc này địa chỉ chỗ hiện tại, nó sẽ đòi hỏi là địa chỉ chỗ hiện tại. Bạn sẽ trả lời là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hoặc bất kỳ tỉnh nào nơi bạn đang ở. Và điều đó nó sẽ căn cứ vào đó để một lát cái đối tượng giả danh công an nó sẽ nói nó ở công an ở đơn vị chỗ nào. Ví dụ bạn nói bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, một lát sẽ bạn liên quan đến cái mấy ông công an ở ngoài Hà Nội đó. Ngược lại ông bạn Hà Nội thì lát liên quan tới mấy ông công an ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Một nơi ngược lại như vậy đó, để nó tạo ra một cái lý do, một cái khó khăn mà lát nữa nó sẽ đưa bạn vào trong bẫy. Tôi nói hay lắm, kịch bản tuyệt vời. Rồi, phải cung cấp thông tin hết cho anh nhân viên tổng đài này. Sau đó cái anh nhân viên này hết sức nhẹ nhàng báo lại: em đã kiểm tra và được biết cái thông tin của anh chị đã được đăng ký cho một thuê chủ thuê bao, một cái số ngoài, nếu bạn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đăng ký thuê bao ở Hà Nội, và cái số điện thoại này thường xuyên gọi điện nước ngoài nên cái tiền cước là 8 triệu 930 ngàn còn nợ chưa đóng.
Bạn nói anh kiểm tra lại, tôi có giờ ra Hà Nội đâu mà tôi có đăng ký nào đâu. Nói thì bên kia sẽ nói, gợi ý bạn nói theo chiều hướng gợi ý. Dạ, ồ vậy hả chị? Gần đây có rất là nhiều người giống như chị rơi vào tình huống này đó, mà công an Hà Nội đang tiến hành điều tra. Nếu mà được họ để em giúp chị nối máy cho công an Hà Nội để chị trình bày với họ. Họ giúp chị chứ chị ở xa quá, anh chị xa quá. Bạn 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 cảm thấy như thế nào? Nếu là bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Một câu chuyện hết sức hợp lý, một cái hoàn cảnh hết sức hợp lý và một sự giúp đỡ rất đáng trân trọng, đúng không? Nối máy công an Hà Nội. Rồi bạn sẽ nối máy, được nối máy công an Hà Nội, chắc chắn tôi khẳng định với bạn, bạn sẽ yêu cầu họ nối máy công an Hà Nội. Rồi đầu dây bên kia sẽ có một giọng nam tự nhận là thiếu úy này, thiếu úy nọ, thiếu úy tên này, Trần Nguyễn Văn A, Trần Văn B gì đó. À, đang công tác tại công an Hà Nội, đang công tác tại phòng cảnh sát này, phòng cảnh sát nọ. Có thể giúp được gì cho anh chị thì chị cũng sẽ bắt đầu. Tôi đâu có ra bây giờ Hà Nội đâu mà giờ có cái số, có ai đó đăng ký thông tin của tôi rồi thiếu nợ ngân hàng, thiếu nợ bưu điện, anh kiểm tra lại xem. Người này cũng hết trầm ấm, hết sức nhẹ nhàng. Đề nghị chị cung cấp thông tin của chị, tên tuổi, số chứng minh dân, địa chỉ chỗ hiện tại, số điện thoại chị đang dùng. Lần này là số điện thoại, thêm số điện thoại. Bạn cung cấp không? Bạn cung cấp ngay. Rồi trong rồi người ta yêu cầu bạn chờ trong chút xíu, à anh chị vui lòng chờ xíu, bạn chờ xíu. Bạn cầm điện thoại, bạn nghe, bạn chờ. Từ đầu dây bên kia đó thì nó có những cái âm thanh đó, như là còi hụ nè, như bộ đàm nè, giống như là một cơ quan công an, giống như là một cái hoạt động cơ quan công an. Thuyết phục bạn để gây cái ám thị tốt của bạn đó. Rồi bạn chờ khoảng 30 giây hoặc 1 phút gì đó, thì cái người cán bộ công an thiếu úy này lại thông báo cho bạn một tin buồn là ngoài cái việc mà thông tin của bạn liên quan tới vụ 8.900.000 tiền nợ cước điện thoại, thì cái thông tin của bạn đang liên quan đến cái đường dây tội phạm rửa tiền hoặc buôn bán ma túy, mà cái thông tin của bạn đang được đăng ký một cái tài khoản ngân hàng, và trong đó có số tiền là hàng chục tỷ đồng, 20, 30, 50 tỷ đồng gì đó. Bạn giống như rơi vào vực thẳm vậy đó. Sao có ai mà ác với mình quá, tưởng lấy thông tin tài khoản của mình vậy? Tự nhiên giờ mình dướng vào mối bồng bông đó. Đó. Bạn hoang mang tột độ. Vậy điều gì bạn sẽ làm tiếp theo? Bạn nói, anh kiểm tra lại giúp tôi chứ làm gì có chuyện đó. Đó. Anh kiểm tra lại giúp tôi đi. Thì người này sẽ nói, thôi bây giờ thế này nè, tôi sẽ báo việc của chị. Chị nói chị không phải thì tôi tin chị, nhưng thôi để tôi báo cho cấp trên, chứ một mình tôi không giải quyết được, tôi không có thẩm quyền giải quyết. Để báo sếp, sếp tôi sẽ liên hệ liền lại với chị. Rồi đến lúc này chưa có việc gì xảy ra hết, đúng không? Chưa có một thiệt hại nào xảy ra hết. Rồi cuộc điện thoại bàn nó kết thúc, cúp máy. Chưa đầy 30 giây sau, điện thoại của bạn nhận được một cuộc điện thoại ở có một cái đầu số gọi đến, trong đó nó xuất hiện dấu cộng ở đầu tiên và một cái dãy số, ví dụ như cộng 069 hoặc cộng 084 hay cộng 004 gì đó,
và số 113 hoặc một cái số của cơ quan công an. Ví dụ công an Hà Nội thì họ có số trực ban nào đó, Bộ Công an cũng có số trực ban của Bộ Công an. Đó, bạn nên nhớ nó, số điện thoại gọi đến cho bạn nó sẽ có gồm hai phần, một nhóm đầu số có dấu cộng ngắn ở trước và một cái dãy số sau là số 113 hoặc là số ấy nha. Thì thông báo cho bạn biết ông đó là đại tá hoặc là thiếu tá hoặc là thiếu tướng gì đó, là thủ trưởng cơ quan này cơ quan nọ liên quan tới cái tội phạm rửa tiền mà bạn có thông tin á, thì họ điện cho bạn vì được cấp dưới báo rằng là bạn là người vô tội, ai đó mạo danh bạn. Nếu bạn không tin á thì bạn có thể kiểm tra xem cái số người ta gọi đến cho bạn, cái số đầu số điện thoại mới gì điện tới gọi cho bạn có phải là số từ công an hay không. Rồi bạn bạn kiểm tra đi, 2 phút sau người ta gọi lại. Rồi ta cúp máy. Một cái sự hoài nghi mà được gợi ý, có nghĩa là bạn, nếu bạn không tin tôi thì bạn kiểm tra đi đó, bạn kiểm tra coi phải số công an không. Rồi bạn gọi lên 1080 hoặc bạn truy cập vào Google, một cái phần mềm kiểm tra nào đó, bạn nhấn cái số đặt gọi 1080, chị làm ơn cho tôi hỏi cái số 113 phải số công an hay không, hoặc là cái số 829 gì đó, số dãy số nào sao là của cơ quan nào vậy, ở đâu vậy, thì bên kia người ta kiểm tra trên cái thông tin bạn đưa mà. Đó, dạ đúng rồi, số bạn gọi đến đó là số của công an. Tuy nhiên các bạn lại quên rằng một cái dấu cộng và một cái nhóm số nhỏ phía trước. Bạn tưởng đó là mã dùng hả? Cộng 084 là của Việt Nam hả? Nhưng cộng 084 mới là Việt Nam, nhưng mà cộng 084 đó đó nó phải nằm ngoài cái dấu ngoặc nha, các bạn nhớ nha. Nếu một cụm số nào đó nằm trong dấu ngoặc mà cộng thì dấu cộng đó theo kiến thức của tôi được biết thì nó tương đương với 2 số 0. 2 số 0 đó là mã dùng quốc tế hoặc cuộc gọi thực hiện qua internet. Các bạn mắc bẫy của nó nên các bạn tin nó là công an. Rồi kiểm tra xong rồi, tin rồi, anh là công an rồi. 2 phút sau anh điện lại cho bạn, nó nhắc lại cho bạn là bạn liên quan đến đường dây tội phạm rửa tiền hay mua bán ma túy gì đa, do đang cơ quan này đang tiến hành điều tra, đã bắt được 500-700 thằng, 500-700 đối tượng gì đó, tiếp tục bắt tiếp. Thì bây giờ có thể là trong ngày mai sẽ có người, hoặc là 3 tiếng 5 tiếng nữa có người vô bắt anh chị đưa đi ra ngoài Hà Nội, hoặc là ra Hà Nội bắt anh chị vô thành phố Hồ Chí Minh để điều tra. Trời ơi, bạn như rơi vào mê cung hồng trần, rơi vào vực thẳm luôn rồi. Tại tôi giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh, sau ra Hà Nội được, anh coi có cách nào giúp tôi không? Chính bạn đề nghị cách giúp đỡ. Thôi anh chị đã nói vậy rồi á, thì thế này, tôi sẽ tiến hành làm việc chị thông qua việc ghi âm mọi điều chị nói với tôi qua điện thoại, đều được ghi âm hết. Tôi yêu cầu chị giữ im lặng, sạc điện thoại đầy đủ, không nói chuyện với người khác, là vì cuộc gọi này ghi âm. Mọi vấn đề mà chị cho người khác tiếp cận, gia đình, chồng con chị tiếp cận, bạn bè, thì có thể đó sẽ là tiết lộ bí mật điều tra. Ngoài chuyện xử lý anh chị, tôi sẽ xử lý luôn những người đó. Yeah. Hoang mang không? Hợp lý không? Hợp lý. Thuận lợi không? Thuận lợi chứ. Giờ đâu cần phải đi ra ngoài Hà Nội đâu. Đâu cần phải đi ra ngoài Hà Nội. Rồi, bắt đầu làm việc. Nó sẽ nói với bạn nhiều thứ. Tuy nhiên á,
tụ lại nó sẽ nhanh chóng nói với bạn là bạn, nó dò hỏi bạn là có tiền hay không, tiền gửi trong ngân hàng hoặc là tiền mặt tại nhà hay không. Đó. Vì nếu bạn có tiền nha, Còn nếu không có tiền, lát tôi sẽ nói trường hợp không có tiền không. Nếu bạn có tiền thì nó sẽ yêu cầu bạn á, để thuận lợi cho việc điều tra, thuận lợi cho bạn á, bạn cần phải hợp tác, bạn chuyển phải chuyển hết số tiền bạn đang có vào một cái tài khoản của cơ quan công an, cơ quan giám định, để nó tiến hành giám định coi cái số tiền của bạn đang có nó có liên quan đến cái số tiền mà do hoạt động phạm tội trong cái vụ án nào đó đang điều tra hay không. Nó cam kết rằng là sau khi kiểm tra xong á, 3 tiếng, 5 tiếng hoặc thậm chí là một ngày nó sẽ hoàn trả lại cho bạn một lời đề nghị của một ông công an về một giải pháp giúp đỡ mình, và đâu đó cũng là yếu tố mình chứng minh là mình không liên quan gì đến tội phạm, tiền đó là tiền của mình. một tình huống đưa đẩy hết sức là logic. Trong suốt quá trình đó, nó gọi điện với bạn, cuộc gọi không được phép tắt máy, đang ghi âm mà. Rồi bạn đi đến ngân hàng, bạn làm cái thủ tục rút tiền ra rồi bỏ tiền vô, đều phải mở máy với nó hết. Thậm chí nó còn tạo một cái sự thuyết phục hơn nữa, là nó nói là bạn cứ đi đi, có người của nó đang đi theo với bạn, nhưng mà nó cái người đó bí mật theo dõi gì vậy. Bạn vô tới ngân hàng á, bạn coi cái cán bộ đang làm việc với bạn là tên gì, đọc tên cho nó đi, nếu coi cái cán bộ công ngân hàng đó có làm gì mà mờ ám hay không mà nó bắt cái cán bộ ngân hàng luôn. Thì bạn vô bạn cũng làm thủ tục, rồi cái nhân viên ngân hàng nó đọc, bạn đọc tên rồi xong rồi bạn thấy người ta không khó khăn gì, đó là ngân hàng ta làm nhiệm vụ của người ta thôi mà. Thì nó nói rằng là đó, cái người đó là bên em đã có kiểm soát rồi đó, rồi chị nộp tiền, anh chị nộp tiền xong. Đó, nạp xong lần này về báo cho nó rồi nó yên tâm, để anh chị yên tâm về nhà đi. Rồi tôi kiểm tra giám định xong khi nào tôi báo lại. Cái qua tiếp giai đoạn tiếp theo. Nếu nó sẽ điện thoại chị, nó nói là đã kiểm tra xong rồi nhưng mà số tiền này chưa tương xứng với số tiền mà chị liên quan tới tội phạm. Nếu chị còn tiền chị phải nộp thêm bao nhiêu đây tiền này. Lúc này nó rà soát chị coi chị còn tiền hay không. Nếu không còn tiền thì nó sẽ thuyết phục chị vay mượn. Còn nếu không vay mượn được nữa thì thôi. Có điện nữa nó khóa máy, coi như tiền mất. Còn tôi quay trở lại chỗ, nếu bạn không có tiền, Trường hợp đó, nếu bạn không có tiền thì nó thuyết phục bạn là phải đi vay mượn, huy động trong thời gian ngắn số tiền đó để nó giúp đỡ bạn nộp vào đó với một tỷ lệ tương ứng để giám định nguồn gốc tiền, nếu sạch thì trả lại thôi. Đó, nó cũng bắt đầu quay trở lại cái chuyện thủ đoạn kia nữa, rồi bạn vay mượn bạn có tiền. Đó. Vay mượn bạn có tiền. Đó thì nó cũng quay trở lại cái chỗ hồi nãy. Đã có rất nhiều người bị lừa bằng cái thủ đoạn này các bạn ạ. Tóm lại cái thủ đoạn này á, nó sẽ đưa bạn, nó sẽ là như thế này. Nó thông báo một cái lý do gì đó rất hợp lý để đưa bạn vào câu chuyện của nó. Rồi sau đó thông đưa ra những cái thông tin bất lợi cho bạn. Giống như có tôi có một tin buồn với một tin vui, bạn nghe tin nào trước vậy đó. Thì nó đưa bạn cái tin buồn trước. Tin buồn nghiêm trọng lắm. Sau đó nó sẽ đưa ra một tin vui là nó có thể giúp đỡ chị, giúp đỡ mình, giúp đỡ các bạn bằng cách này, cách nọ. Mà trên phương diện nó đang là cán bộ công an nữa. Bạn tin thôi. Hoặc thậm chí có thể bạn sợ là ai đó trong nhà của bạn, người thân bạn, em út, vợ chồng bạn á, có thực sự đang dính vô này không, thôi giờ cứu để làm cho nó im vụ này đi, đại khái là vậy. Rồi thế là mất tiền.
người bị hại chỉ phát hiện ra mình bị mất tiền, bị lừa đảo khi mà nó khóa máy, khi mà gọi cho nó không được, nó hẹn 2-3 ngày nữa hoặc khi nào đó nó trả tiền lại mà không thấy. Rồi chạy ra ngân hàng thì mới biết là tiền đã chuyển sạch đi rồi. Rồi một cái biến thể của loại tội phạm này gần đây á là nó kêu người bị hại, chính người bị hại tự lập một cái tài khoản đứng tên người bị hại rồi nạp cái số tiền của người bị hại có vô cái tài khoản đó. Cho tài khoản mới rồi xong người bị hại là cung cấp cái số tài khoản, cái mã mật mã tài khoản rồi cái số điện thoại internet banking cho nó trước đó rồi. Thì bây giờ tiền chính người bị hại nạp vô ra ngân hàng, người bị hại ra ngân hàng nạp tiền vô tài khoản của mình. Đó, đâu có nghi ngờ nạp cho tiền vô tài khoản mình mà. Tuy nhiên khi tiền vô nó ngồi ở bên kia kìa. Nó internet banking đấy các bạn. Chuyển tiền ra hết tất cả tài khoản khác. Người bị hại chỉ phát hiện ra mình bị lừa khi tiền không còn trong tài khoản nữa. Hoặc là có ai đó nói là Mình bị lừa rồi. con số hàng ngàn tỷ đồng, gần hàng ngàn tỷ đồng rồi bạn. Bây giờ chúng ta đến phần phòng ngừa. Trước những cái vấn đề nhận diện như rồi á, thì theo ý kiến của Thuận, chủ quan Thuận thì có một số cái ý thì chúng ta có thể phòng ngừa được đây, chủ động phòng ngừa. Thứ nhất á là chúng ta kiểm tra lại cái tính cần thiết của điện thoại bàn của nhà ta hoặc là của doanh nghiệp ta. Doanh nghiệp thì cần thiết rồi, của nhà ta. Nếu không cần thiết nữa Thì cắt đi không xài. Bởi vì điểm bắt đầu của loại tội phạm này đều xuất phát từ cái điện thoại bàn. Vì rõ ràng nếu không có điện thoại bàn thì sao nó tiếp cận lừa mình được. kiểm tra là cái tính cần thiết điện thoại bàn. Việc thứ hai á là khi nhận được các thông tin xấu, ví dụ như là mình nợ cước nè, mình có bưu phẩm phát được, mình nợ tiền ngân hàng á, Thì không hãy bình tĩnh, ở thái độ dửng dưng không quan tâm. Vì hai điều, vì điều thứ nhất á là thật sự bạn có nợ hay không, bạn đâu có nợ đâu bạn lo, đúng không? Nhiều người tự tin nói thông tin vớ vẩn, có nợ đâu lo. Ý thứ hai á là nếu mà có nợ đó, vì lý do gì mà không nợ thì nó có hóa đơn, có phiếu báo gửi đến tận nhà, là không cần có ai gọi điện đâu, phiền phức quá đúng không, có phiếu báo hết rồi các bạn. các bạn nợ trả sao hết á, không nợ tháng này thì tháng sau trả. Còn nếu các bạn thậm chí không trả thì cái đơn vị cung ứng nó sẽ có phiếu thông báo báo cho bạn biết là nó sẽ xử lý bạn như thế nào chứ. Không ai gọi điện cho các bạn kiểu này hết á. Đâu có nợ ngân hàng đâu mà điện thoại đòi nợ mà nhắc nợ mình. Còn chuyện mà nếu có thằng nào á mà nó lấy thông tin mạo danh bạn thì kệ đó, cái chuyện đó sẽ có nhà nước, cơ quan nhà nước khác giải quyết chuyện đó, bạn không làm không sợ. Vì vậy Hãy nên không quan tâm đến những cái thông tin xấu mà mình đủ cơ sở xác định là mình chả liên quan gì đâu thì không quan tâm. Điều tiếp nữa, các bạn hãy nhớ điều quan trọng này. Cơ quan công an không bao giờ làm việc qua điện thoại, chẳng là gọi điện qua điện thoại hay thu âm điện thoại. Có chăng cao lắm á, là sẽ có cái việc là gọi điện thoại cho bạn, cán bộ công an nào đó gọi điện thoại cho bạn mời bạn lên cơ quan để làm việc, mà cái việc gọi điện thoại đó là giữa hai người đã có sự thống nhất với nhau rồi, đã từng gặp gỡ rồi, đã từng làm việc với nhau rồi đó. rồi nay để thuận lợi hơn chứ không lẽ mỗi lần lên làm việc, tại công việc giữa bạn với cán bộ công an nó sẽ làm việc nhiều lần, mà không lẽ mỗi lần là gửi một tờ giấy mời. Vì vậy hai bên đã thống nhất nhau là gọi điện thoại lên làm việc. hoặc là cái việc gửi giấy mời nó sẽ có những cái bất lợi cho bạn, thì bạn yêu cầu là thôi không cần gửi giấy mời, gọi điện cho tôi đi, ngày nào lên tôi làm việc. Điều đó đó có nghĩa là đã có sự thống nhất rồi, chứ không có việc là cán bộ công an làm việc qua điện thoại. Các bạn nên nhớ, tôi khẳng định với bạn vậy. Tiếp theo, theo quy định của pháp luật
thì theo tôi được biết là nghiệp vụ điều tra không bao giờ cho phép cán bộ công an liên hệ với người có liên quan để trao đổi một cái công việc đang điều tra. Vì đó thuộc là cái bí mật điều tra mà nó tự nhiên ông cho rằng là tôi liên quan đến cái tội phạm đó, cái hành vi đó, mà ông điện thoại tôi với ông trao đổi bàn bạc với nhau rồi ghi âm thu hình là bằng chứng, không bao giờ có. Thậm chí nếu mà có chuyện xảy ra thì cái ông công an nó có thể là ông vi phạm pháp luật về việc tiết lộ bí mật điều tra nữa không chừng, đúng chưa? Vậy mình hãy tỉnh táo trước những cái thông tin như thế đó. Thì cơ quan công an pháp luật nó quy định rõ rồi, đâu phải muốn bắt ai là bắt đâu. Tự nhiên nói giờ ngày mai tôi sẽ có lệnh bắt hay ngay bây giờ có lệnh bắt anh chị ra Hà Nội để làm việc. Ủa, tôi liên quan gì? Tự nhiên chưa làm việc gì đầu ất giáp thì tự nhiên muốn bắt tôi bắt hả? Ha, đúng không anh chị? Mình hiểu không? Không phải cái gì điều họ nói những cái điều đó họ đánh vô tâm lý của mình, nhưng nếu mình không không không, không cứng rắn, không không hiểu, không hiểu những vấn đề đó mình sợ lắm, người dân mình sợ lắm. Ra nữa, cơ quan công an không bao giờ có tài khoản cá nhân liên quan hoạt động điều tra. Ví dụ như có thu hồi vật chứng liên quan vụ án hoặc là tài khoản để tạm giữ gì, tôi xin khẳng định với bạn đó đều là một tài khoản mang tính pháp nhân của cơ quan nhà nước. Ví dụ như tài khoản của phòng cảnh sát hình sự, tài khoản của công an quận 10 đó, vân vân vậy. Chứ không bao giờ có tài khoản Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B của cơ quan này, công an kia. Hả? Rồi, điều nữa. Cho đến thời điểm này và mai sau luôn, tôi khẳng định gì, không sẽ không bao giờ có một công cụ phương tiện nào, một cái kỹ thuật nào mà lại có thể giám định nguồn gốc tiền. Ủa bạn chuyển tiền vô đó rồi xong nó có cái máy hay cái gì nó soi vô nó biết là tiền này là do ông cha mẹ bạn cho bạn hay là tiền này do bạn mua bán nhà kinh doanh bạn có được hay là tiền này là bạn cướp được. Đúng chưa? Muốn kiểm tra nguồn gốc tiền nó đòi hỏi những cái thứ khác chứ không phải là nguồn gốc tiền là anh chị phải chuyển tiền cho tôi để tôi giám định nguồn gốc tiền, không có. Đúng chưa? Nguồn gốc tiền nó là cái dòng tiền di chuyển như thế nào, tại sao chị có số tiền đó, do ai chị chuyển đến đó, trong cái mối quan hệ nào mà anh chị có được số tiền đó, chứ không phải là việc anh chị chuyển số tiền anh chị đang có vô cái việc vô cái tài khoản nào đó rồi họ sẽ biết được rằng là từ đâu có số tiền này. Không bao giờ có. Lưu ý chuyện này, rồi tiếp theo trong quá trình xem cái clip này, nếu ai đó đã lỡ chuyển tiền và lại chuẩn bị tiếp tục chuyển tiền nữa thì nó đừng chuyển nữa, phải nhanh chóng đến trình báo tại cơ quan nơi gần nhất. Bạn có thể đến bất kỳ cơ quan nào để trình báo về cái loại tội phạm này nhanh chóng. Rồi bạn hãy tích cực trong việc tiếp cận thông tin một cách khôn ngoan, tích cực. Mình đọc báo chí, xem tin tức á, thường xuyên, rồi mình họp tổ dân phố. Đừng xem thường những cái cuộc họp như thế này. Tôi muốn nói thêm một cái ý như thế này. Phần lớn những người bị hại, tôi muốn nói điều này bởi vì có thể có những người xem xong clip này và họ cho rằng những cái người bị hại vừa rồi á là những người ngu. Những người dư tiền. Thủ đoạn vậy mà cũng bị lừa. Trò mèo cũng bị lừa. Xin thưa với các bạn, chính vì các bạn đã biết được về cái thủ đoạn này, các bạn
đã nghe ai nói về thủ đoạn này, các bạn đã xem cái clip này, thì các bạn dễ dàng kết luận rằng là những người bị hại đó ngu. Nhưng tôi khẳng định với các bạn, nếu các bạn là người đầu tiên nhận cuộc điện thoại, nếu các bạn chưa bao giờ biết về thông tin này, nếu các bạn là người có tiền, các bạn sẽ là người bị lừa. Như vậy, hãy tiếp cận, chia sẻ và đồng cảm với những người bị hại trong loại tội phạm này. Còn tôi muốn nói thêm về một phần chỗ này nữa. Thực sự người bị hại, họ đáng trách là đúng. Họ không chịu tiếp cận thông tin, họ gì đó. Nhưng họ rất đáng thương chỗ này. Vì tất cả những người bị hại này, họ có một niềm tin to lớn ở cán bộ công an, cán bộ cơ quan nhà nước. Vì vậy, điều đó chứng tỏ uy tín của lực lượng công an này còn rất cao. Hãy phát huy vai trò là người bảo vệ người dân. Xin chân thành cảm ơn. Tôi Trần Đức Thuận, tập 2 của chương mục Nhận diện và phòng ngừa. Xin chân thành cảm ơn.